Cho tất cả các em, hôm nay ta sang đến bài về định lý Thales. Nội dung lý thuyết phần này các em cần nắm được cho thầy một số vấn đề như sau. Thứ nhất, đó là tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Ví dụ ta có tỉ số hai đoạn thẳng AB và CD thì ta sẽ ký hiệu đó là AB trên CD. Tỉ số của hai đoạn thẳng thì không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo. Nhưng mà chú ý rằng là gì nhỉ? Ta cần phải đổi ra cùng một đơn vị nha. Tiếp theo đó là hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A', B' và C', D' nếu ta có tỉ lệ thức AB trên CD bằng A', B' trên C', D'. Bây giờ ta đi sang đến định lý Thales trong tam giác. Đây được gọi là định lý thuận. Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. Như vậy ở đây thầy sẽ có được rằng là giả sử ta có tam giác ABC, đường thẳng MN song song với là BC cắt AB tại M và AC tại N. Như vậy chỗ này ta sẽ có tương ứng với các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ như sau. Thứ nhất thì ta có được rằng là AM trên AB thì sẽ phải bằng AN trên AC. AM trên AB thì cũng bằng MN trên BC. Đó. Hoặc ta có là AM trên BM thì bằng AN trên CN. Đấy, ngược lại ta có là BM mà trên BA thì bằng là CN trên CA. Được chưa? Chú ý thành như vậy. Tiếp theo đó là ta sang đến định lý đảo Thales. Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác. Vậy chỗ này thì ta chứng minh đó là hai đường thẳng song song với nhau. Được chưa? Vậy ở định lý Thales này thì ta có cái hệ quả như sau. Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho. Phần này chứng minh thì tương đối đơn giản. Và một điều đó là chú ý hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng A song song với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại. Đây, ví dụ như này. Được chưa? Vậy ta có độ dài tỉ số là AB mà trên AB' thì bằng là AC trên AC' bằng BC trên B'C'. Thầy chú ý thầy như vậy. Để các em thầy trình bày vậy. Được chưa nhỉ? Ta đi tiếp sang đến phần bài tập vận dụng. Bài tập số 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Phân giác góc B và góc C, cắt các cạnh AC, AB theo thứ tự D và E. Chứng minh rằng là DE song song với BC. DE song song BC. Vậy để chứng minh rằng DE song song BC thì chỗ này thầy sẽ vận dụng vào định lý Thales đảo. Được chưa?
Thế bây giờ theo định lý Thales thuận thì ta có được rằng là AD AD mà trên CD thì phải bằng là AB trên BC. Được chưa? Tương tự vậy thì chỗ này ta chưa học về tính chất đường phân giác. Bài sau, bài số 2 ta áp dụng tính chất của đường phân giác trong tam giác thì ta sẽ vận dụng như vậy. Ở đây thì ta sẽ vận dụng về định lý Thales. Nếu vận dụng định lý Thales thì đây ta mới xét như này. Chỗ này ta có tam giác đó là ADB bằng tam giác là AEC theo trường hợp đó là góc cạnh góc. Như vậy thì suy ra được rằng AD thì bằng AE, AB thì bằng AC điều hiển nhiên rồi. Như vậy thì suy ra cái tỷ số đó là AD trên AC thì bằng tỷ số AE trên AB. Vậy theo định lý Thales đảo thì ta suy ra được rằng là ED song song với BC. Được chưa? Câu B đó là cho biết độ dài của DE rồi này, BC biết rồi này, độ dài AE biết rồi, tính độ dài của AB thì đơn giản rồi. Ta có là AE trên AB thì bằng là ED trên BC. Vậy ta thay số vào thôi. Được chưa? Đây chính là AB bằng 8 cm. Ta đi tiếp sang đến bài số 2. Cho góc xAI khác góc bẹt trên cạnh AX lấy hai điểm B và D, trên cạnh AI lấy hai điểm C và E, sao cho AD mà trên BD thì bằng 11/8, còn AC thì bằng là 3/8 CE, chứng minh rằng BC thì song song với DE. BC song song DE. Vậy để chứng minh song song thì chỗ này tạm phải vận dụng đó là định lý Thales đảo đúng không nhỉ? Vậy thì nhiệm vụ chúng ta đây đó là để chứng minh được thì chỗ này ta cần phải suy ra cái tỷ số đó là AC trên CE thì bằng AB trên BD, hoặc đó là AC trên AE thì bằng AB trên AD. Được chưa? Như vậy căn cứ vào đề bài thì thứ nhất ta có được rằng là AD trên BD, AB trên BD thì bằng 11/8. Vậy thầy trừ cả hai vế đi thì ta có là AD trừ đi BD thì chính là độ dài của AB đúng không nhỉ? Vậy ta có là AB trên BD bằng 3/8. Được chưa? Đề bài người ta cho AC trên CE thì bằng AC bằng 3/8 CE, vậy AC trên CE cũng bằng 3/8. Vậy suy ra tỷ số là AB trên BD bằng AC trên CE. Vậy theo định lý Thales đảo thì ta suy ra được rằng là BC song song với DE. Được chưa? Tiếp theo câu B. Biết độ dài BC bằng 3. BC bằng 3 cm, tính độ dài của DE. Tính độ dài của DE. Thế chỗ này ta thấy được rằng là BC mà trên DE thì phải bằng AB trên AD. Vậy thì chỗ này nhiệm vụ ta còn lại phải tìm ra được cái tỷ số đó là AB trên AD. Được chưa? Thế thì theo câu A thì ta có AB trên BD bằng 3/8. Vậy thì suy ra được rằng là BD trên AB thì bằng 8/3. Thầy cộng vào cả hai vế với một thì ta quy đồng lên thì ta có được rằng là BD cộng AD. BD cộng với là AB thì độ này ra bằng độ dài của AD đúng nhỉ? Vậy ta có rằng AD trên AB phải bằng 8 cộng 3 trên 3 thì ra được là AD trên AB bằng 11/3. Vậy suy ra được rằng là AB trên AD bằng 3/11. Được chưa? Vậy theo định lý Thales thì ta có rằng AB trên AD bằng BC trên trên DE.
Vậy đến đây ta thay số vào thì suy ra độ dài của DE bằng 11 cm. Được chưa? Các em thể trình bày vào. Chà, ta đi tiếp sang đến bài số 3. Cho hình thang ABCD với AB song song với CD. Độ dài AB bằng 7,5 cm, CD bằng 12 cm. Gọi M là trung điểm của CD, E là giao điểm của MA với BD, F là giao điểm của MB với AC. Chứng minh rằng EF song song với AB. Vậy để chứng minh được song song thì ta cần phải tìm ra được cái tỷ số của nó. Được chưa? Vậy chỗ này thì ta cần phải tìm ra cái tỷ số đó là EM trên EA thì bằng FM trên FB. Đúng chưa? Hai tỷ số này bằng nhau thì ta suy ra được rằng là EF phải song song với AB. Thế thì ở đây ta có là AB thì song song với CD đề bài cho. Vậy suy ra được rằng là EM trên EA. EM trên EA thì bằng là độ dài của DM trên AB. Được chưa? Theo cái định lý Thales đối với xét trường hợp đó là gì, nó không cái đoạn thẳng đường thẳng A không cắt các cạnh của tam giác mà cắt các cái đường thẳng mà chứa cạnh của tam giác thôi. Được chưa? Như vậy thì ta có được rằng là EM trên EA thì phải bằng là DM trên AB. Tương tự vậy thì thầy cũng có được rằng là FM trên FB thì bằng MC trên AB. Mặt khác thì M là trung điểm của CD. Vậy suy ra được rằng là MD phải bằng MC. Vậy thì suy ra được rằng là EM trên EA thì bằng là FM trên FB. Vậy theo định lý Thales đảo thì suy ra được rằng là EF song song với AB. Được chưa? Thế còn câu B tính độ dài của đoạn thẳng là EF. Vậy thì theo như câu A thì ta có được rằng là EF song song với AB. Thế mặt khác thì AB lại song song CD, vậy EF thì cũng song song với là CD. Đúng chưa? Vậy đề bài đây là ta có độ dài của AB này cho độ dài của CD này. Đấy. Như vậy thì ở đây ta thấy được rằng là theo định lý Thales thì ta có rằng EF mà trên AB thì phải bằng độ dài của ME trên trên MA. Được chưa? ME trên MA. Vậy là ta có tỷ số của ME trên MA thì ta thấy được rằng là ME thì chính bằng độ dài của là AM trừ đi độ dài của AE. Vậy thầy tách ra làm hai phân số. Được chưa? Đây. Vậy thầy tách ra là bằng 1 trừ đi rằng là AE trên AM. AE trên AM. Thế thì theo định lý Thales thuận thì ta có được rằng AE mà trên AM thì bằng EF trên MC. Được chưa? Như vậy độ dài MC thì bằng 1/2 của CD rồi. Vậy đến đây ta thay vào thôi. Được chưa? Vậy thì suy ra là EF trên 7,5 bằng 1 trừ đi EF trên 6. Vậy thì suy ra EF ở đây sẽ phải bằng đó là 45 trên 13,5 cm. Được chưa? Các em thể trình bày vào.
Được chưa? Ta đi tiếp sang đến bài số 4. Cho tam giác ABC có hai đường cao là BD và CE này. Trong tam giác ADE vẽ các đường cao là DF và EG. DF và EG chứng minh rằng AD nhân AE, AD nhân với AE thì bằng AB nhân với AG bằng AC nhân với là AC nhân AF. Thế thì ở đây ta thấy được rằng theo quan hệ từ vuông góc đến song song thì ta có là EG song song với BD và FD thì song song với là CE. Được chưa? Vậy thứ nhất thì ta có được rằng là EG song song với BD. Vậy thì suy ra ta có tỉ số là AG trên AD thì phải bằng độ dài của là AE trên AB. Vậy thì suy ra được rằng là ta nhân chéo lên thì suy ra được rằng là AG nhân AB bằng AE nhân với AD. Tương tự vậy thầy có rằng là AD trên AC bằng AF trên AE. Vậy suy ra là AD nhân AE thì bằng AF nhân với AC. Vậy là các giá trị này ta thấy là đều có chung đó là bằng AD nhân với AE. Vậy thì suy ra được rằng là AG nhân AB bằng AE nhân AD bằng AF nhân với là AC. Được chưa? Câu B chứng minh là FG song song với BD. Vậy theo câu A thì ta mới suy ra được rằng là có được rằng là AG nhân AB thì bằng là AF nhân AC. Vậy thì suy ra được rằng là AG trên AC bằng AF trên AB thì theo định lý Thales đảo thì suy ra là FG song song với BC. Được chưa nhỉ? Các em thể trình bày vào. Ta đi tiếp sang đến bài số 5. Cho hình thang ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O song song với hai đáy cắt hai cạnh bên AB và BC tại M và N. Chứng minh rằng 1 trên OM thì bằng 1 trên AB cộng với 1 trên CD. Thì chỗ này ta dựa vào định lý Thales thì ta có được rằng là OM mà trên AB thì bằng DM trên DA. Được chưa? Tương tự vậy thì thịnh có được rằng là OM thì song song với CD. Vậy ta có được rằng là OM mà trên CD. Được chưa? Thì bằng DM trên DA. Được chưa? Như vậy ta cộng vế mới vế lại. Cộng vế mới vế lại thì ta đặt được đó là ở đây là cùng mẫu. Được chưa? DM trên DA cộng với AM trên AB thì giá trị này chính bằng là AD trên AD bằng 1. Vậy là ở vế trái này thì nhóm được M ra ngoài thì bên trong còn là 1 trên AB cộng 1 trên CD. Giá trị này sẽ phải bằng là 1 trên OM. Vậy đến đây bài toán được chứng minh. Được nhỉ? Câu B thì hai lần của MN bằng 1 trên AB cộng với 1 trên CD. Thì tương tự vậy thì thầy cũng có được rằng là 1 trên ON thì bằng 1 trên AB cộng với là 1 trên CD. Vậy ta cộng vế mới vế lại. Được chưa? Thì ta thấy được rằng là suy ra được rằng là tương tự ở đây thì ta có được rằng là đây ta suy ra là OM bằng ON. Vì đều bằng đó là gì nhỉ? Ta có là 1 trên ON bằng 1 trên OM. Vì đều bằng là 1 trên AB cộng với 1 trên CD. Vậy suy ra là OM phải bằng ON.
Vậy tức là MN phải bằng 2 lần OM. Vậy nên đây ta thay vào thôi. Được chưa? Các em thầy trình bày vào. Ta đi tiếp sang đến bài số 6. Cho một hình vuông ABCD, gọi K là trung điểm của AB, N thuộc vào đường chéo của AC, sao cho là AN trên NC, AL trên NC bằng 3. Chứng minh rằng là LK vuông góc với LD, LK vuông góc với ND. Vậy để chứng minh được thì thầy sẽ gọi F và E và F lần lượt là hình chiếu của N trên AB và AD. Vậy là để chứng minh ra được vuông góc thì ta nhìn thấy ngay được rằng ta cần chứng minh tam giác NFD bằng tam giác là NEK. Được chưa? Nếu hai tam giác này bằng nhau thì suy ra được cái góc đó là ENK bằng số đo của góc đó là FND, mà cái góc ENF bằng 90 độ. Thì chỗ này ta đã chứng minh ra được cái tam giác tứ giác ANF là hình vuông. Đúng chưa? Ta có được rằng là nó là hình chữ nhật và có AN lại là đường phân giác của góc A. Vậy thì suy ra nó phải là hình vuông. Đấy. Như vậy thì chỗ này ta chứng minh là hai tam giác này bằng nhau thôi. Được chưa? Như vậy ở đây thứ nhất là hình vuông thì ta có được rằng là L thì bằng là FL. Được chưa? Như vậy ta có một cạnh góc vuông bằng nhau. Thì chỗ này nếu ta chứng minh rằng là DF bằng EK nữa thì ta giải quyết xong. Đúng chưa? Thế bây giờ là ta có được rằng là EL song song với là BC, EL song song BC. Vậy thì từ đây ta mới suy ra được rằng là tỷ số của AE trên AB, AE trên EB thì bằng là AN trên NC. Đề bài cho AN trên NC tỷ số bằng 3. Vậy ta có rằng AE trên EB phải bằng 3. Được chưa? Mà như vậy suy ra được là AE phải bằng 3 lần của EB. Mà AE thì là bằng AK cộng với là KE. Được chưa? Thế còn là EB thì bằng là KB trừ đi là KE. Vậy thì từ đây ta mới suy ra được độ dài của KE bằng độ dài của EB. Vậy thì suy ra được rằng là E phải là trung điểm của KB. Được chưa? Đây, EB thì bằng là KE này. Đấy. Mặt khác thì ta lại có được rằng là gì nhỉ? AF thì bằng AE. Độ dài của AF thì bằng AE. Vậy suy ra là FD phải bằng EB. Được chưa? Mà EB thì lại bằng là KE. Vậy suy ra được là DF bằng KE. Vậy suy ra tam giác đó là FDL bằng tam giác đó là EKL theo trường hợp đó là hai cạnh góc vuông. Được chưa? Vậy suy ra được là cái góc ELK bằng FND. Vậy thì suy ra số đo của góc đó là KND bằng 90 độ. Được chưa? Các em thể trình bày vào. Ta đi tiếp sang đến bài số 7.
Cho hình bình hành ABCD, một đường thẳng A cắt AB, AD, AC lần lượt tại E, F và M, chứng minh rằng là AB trên AE, AB trên AE cộng với là AD trên AF thì bằng AC trên AM. Vậy để chứng minh được thì ta cần tính tổng rằng là AB trên AE cộng AD trên AF. Được chưa? Vậy để giải quyết được bài toán này thì qua B và D, thầy kẻ lần lượt cái đường thẳng song song với đường thẳng A, cắt AC lần lượt tại H và I. Được chưa? Như vậy ở đây thì ta có được rằng là tỷ số là AB mà trên AE, AB trên AE thì giá trị này phải bằng là AH trên AM. Đúng chưa? Theo đúng định lý Thales. Tương tự vậy thì có AD trên AF thì phải bằng là AI trên AM. Vậy ta sẽ có được rằng là cộng vào thì ta có là trung mẫu. Trung mẫu là AM, vậy ta có được AI cộng với là AH. Đúng chưa? Thế thì ta thấy được rằng là cái tam giác, xét cái tam giác đó là AID và tam giác là CHB. Thì hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp đó là góc cạnh góc. Được chưa? Ở đây ta có được là cạnh AD bằng độ dài của cạnh BC vì nó là hình bình hành. Rồi ta có số đo của cái góc là HCB bằng là IAD vì số này trong. Rồi ta lại có góc đó là HBC bằng số đo của góc là IDA. IDA. Được chưa? Như vậy thì hai tam giác bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc thì suy ra được rằng AI bằng độ dài của CH. Vậy thì mới thay vào thì ta có là AH AI cộng với là AH thì bằng là CH cộng với là AH thì bằng đúng độ dài của AC. Vậy là suy ra điều cần chứng minh. Được chưa nhỉ? Các em thể trình bày vào. Được chưa nhỉ? Như vậy là nội dung bài hôm nay thì hướng dẫn cho các em về định lý Thales. Thì chú ý rằng là ta có định lý Thales thuận, định lý Thales đảo và phân hệ quả của nó. Được chưa? Rồi, thế thì buổi hôm nay chúng ta học đến đây. Để chúc tất cả các em học tập thật tốt. Chào tất cả các em.